Kênh Hoa Lan TV hôm nay gọi là giới thiệu với các bạn cái việc là ghép phục hồi cái chậu lan hài hằng này. Nếu các bạn còn nhớ thì trong các cái video về của Hoa Lan TV thì có một cái video về cứu chữa cái cây hài hằng mà bị bị cháy lá do bỏ quên ở giữa hè năm 2017. Thì hồi đó sau khi mà cắt hết các lá bị cháy thì nó còn lại đây, cái ví dụ nó sống và nó đang lên được cái lá mới đây. Tuy nhiên là và cái chỗ này nó có một cái thân nhỏ đã được hai lá. Tuy nhiên là tôi thấy là nó với cái tốc độ phục hồi của cây hài thì nó vốn là nó rất là chậm, cho nên là nếu mà cứ để như này thì cũng không biết là đến bao giờ nó có thể là cái chậu này nó đẹp trở lại được. Vì thế cho nên là tôi quyết định là kiếm thêm mấy cây hài hằng mới để ghép vào. Thì hôm nay tôi đã kiếm thêm được mấy khóm này, 1, 2, 3 này, 4 này, 4 khóm. Tôi sẽ nhổ cái cây gốc này lên để trồng lại. Giá thể thì sẽ được đảo lại một chút, cộng thêm một chút giá thể mới, cũng bao gồm là đá thấm thủy và vỏ lạc qua ít phân gọi là hữu cơ. Đây là cái cây mà sau khi tôi đã nhổ lên thì các bạn thấy này, khi mà nhổ lên quan sát kỹ ở trong thì thấy là nó có đang có cái mầm xanh này. Đó, đang có cái mầm đây. Cây này cũng thế, có một cái mầm con ở phía dưới này nữa, và nhìn ở phía sau rễ này thì có một cái mầm cũng đang lên. Giờ tôi sẽ trồng lại. Đây là cái chậu hài hằng sau khi mà tôi đã ghép xong, tức là nhổ hai cái thân cũ đây, hai gốc này, ghép thêm 4 khóm mới. Thì trồng hài thì giá thể cơ bản là đá thấm thủy này cộng với vỏ lạc, và một số phân hữu cơ nữa là thích hợp. Còn có thể có những giá thể khác nữa, nhưng mà đây là cái cách mà tôi thấy anh Trần Tuấn, hiệp sĩ Tầm Lan, anh hay dùng, nên tôi cũng xin một ít về tôi ghép với cái chậu này. Thì ghép hài thì các bạn lưu ý là ghép trồng hài thì lưu ý là cái lá để cho nó song song các khóm với nhau, để khi mà mình bày cái chậu thì nó đón nắng được tốt. Tức là cái đầu lá giữa hai cái đầu lá này nó theo cái hướng bắc và nam, thì như vậy là cái ánh mặt trời nó nhận được đủ trong ngày và cái lá nó sẽ không bị quăn, nó không bị gọi là cong vênh cuốn theo cái chiều ngày nắng, thì cái chậu hài nó sẽ đẹp hơn. Đây là vừa mới trồng xong nhưng mà tôi sẽ để gọn vào đây, đến ngày mai thì sẽ tưới, và hy vọng là một vài tuần, vài tháng sau thì các bạn sẽ thấy là nó phục hồi, và nếu mà nó ra mầm ra hoa được thì sẽ rất là tốt, sẽ rất là vui. Cảm ơn các bạn.